Năm 2023, xã Đà Nhiêm được huyện Lạc Dương phê duyệt vốn đầu tư nâng cấp mở rộng 3 tuyến đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn đường đô thị. Hiện có 2 công trình đã được phân bổ vốn và khởi công xây dựng. Với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân địa phương đã hiến những tất vàng để triển khai công trình. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại xã Đà Nhiêm, huyện Lạc Dương, hai dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường giao thông thôn Đà Chay và đường Liên Bông được khởi công từ tháng 3 và tháng 9 năm 2023. Đến nay đang được triển khai một cách thuận lợi, khi 100% hộ dân trên các tuyến đường đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ, dây dời công trình kiến trúc, cây trồng, phục vụ phụ cho việc thi công dự án. Ngay sau khi Ủy ban dân xã có chủ trương xây dựng công trình mở rộng mặt đường thôn Đà Chay từ 3m lên 10m, không so đo tính toán hơn thiệt về mức độ di dời, gia đình ông Bon Ha Haza Bình thôn Đà Chay đã tự nguyện phá bỏ cổng và hàng rào với tổng chiều dài là 20 m mặt tiền và chiều sâu lấy vào là 3 mét rưỡi. Cái con đường sắp xong á, tôi rất là mừng vì con em đi lại nó dễ dàng, nó đỡ sình lầy này, cho nên như vậy là nó, nó có tiện đi hơn và nó dễ dàng hơn. Tương tự ở thôn Liên Bông, hộ gia đình ông Cơ Sa Hatin đã tự nguyện phá dỡ công trình tường bao xây kiên cố dài hơn 20 m cùng diện tích đất khiến khoảng 60 mét vuông Ngoài ra, hai người con của ông cũng bị ảnh hưởng rất lớn về diện tích đất và công trình kiến trúc. Nhưng cũng hiến những tất vàng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà nước để công trình sớm được triển khai thi công. Trong đó, anh Kersa Yukrom, con trẻ của ông Tin, đã hiến 65 mét vùng đất. Thấy vì cái tiện lợi về cộng đồng chung, thì bố vợ tôi cũng hiến đất để mà phối hợp để làm cái công trình đường cho nó thuận tiện cho đối với cộng đồng và xã hội này hiểu rõ lợi ích của việc mở rộng đường là phục vụ cho chính đời sống của người dân nên khi ủy ban dân xã tổ chức họp dân công bố chủ trương và phương án hỗ trợ di dời tất cả các hộ gia đình sinh sống trên các tuyến đường được đầu tư nâng cấp đều nhất trí ủng hộ cao cùng góp công góp của thông qua việc hiến đất để nhà nước đầu tư xây dựng công trình nhân dân là đồng thuận rất cao đối với cái chủ trương của đảng và nhà nước có một số hộ là sau khi họp công bố chủ trương là chưa có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật là người dân đã tự động di rời công trình vật kiến trúc trước đó để thuận tiện cho cái đơn vị vào thi công. Với sự đồng thuận của người dân đã có phần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông ở Đà Nhiêm, huyện Đạc Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương trong việc thông thương đi lại, vận chuyển hàng hóa, đẩy nhanh lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của địa phương.